Đây, cái này gọi là mì bay hả? Mì bay tới xe luôn. Là một những cái hộ đó nuôi khoảng chừng chục con bò mà không, bây giờ giãn cách cách ly hết, không có người nuôi bò luôn. Có nhất dạ có, thì bây giờ là nói chung là có 2 hộ 3 hộ. Quay cái đoạn đường thảm thương ở băng qua một cái cánh đồng, đây là đường dành đai nhất. Dạ chưa anh, đường này được. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ sẽ nhận mì 50 phần mì để chuẩn bị chuyển sang cái khu phong tỏa ở xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp á cô bác quý anh chị. Để mà cùng với lại gạo với lại hộp dịch để chuyển đi. Đây xuống. Cái thùng này màu này nè. Mở vậy ha. Thùng nó nhiêu gói mà bự dữ vậy. Thùng nó loại tốt mà, nó 50 thùng. Mỗi thứ 50 hay là 50 thùng mì, thùng 30 gói hiểu không? Nhưng mà mỗi thứ nào thứ 50. Thứ này không à? Thứ này không à hả? Đúng rồi. Này 50 thùng mì với nước mắm. Để chắc lên nha. Chị cái loại mà màu đỏ đỏ đó phải không chị? Mì nè. Rồi rồi rồi. Mày lại một lần tôi cổng à. Đặt hai vai. Mì ba miền. Mì này 115.000 đồng một thùng, có tặng đặng luôn một chai nước mắm ở Dương Đắc. Ừ. Rồi rồi rồi, em lấy 50 thùng. Dạ dạ. Ơ dạ. Nguyên dữ rồi. Thùng bự này là không phải hả? Không. Cái thùng này á là bây giờ nó vô gì nè, hình nữ là vô lẻ là không có bọc. Này là chỉ có 85.000 thùng mà. Nhiều gói dữ à. Nó là 100 gói, hiểu không? Mà có 85.000 ha. À, 100 gói, 30 100 gói là 30 gói á. Mới 85.000 hiểu không? Rồi đưa lên đi, đưa lên đi. Để lên đi. Ừ, 8 thùng tôi đóng 8 thùng được, cái đầu tôi đụng 8 thùng. Được không? Chào cái chú. Coi đến đủ 50 thùng nữa nè. Đưa lên đi. Đưa đi rồi đi nè. Dạ. Lên đi, ta chắc lên da cho nó không những nó gấp. Loại này là loại tốt á. Rồi. Tiện lợi cái là mình mua này có nước mắm luôn ha. Bỏ là 4 chai. Rồi. Đã nhét vô cái rồi rồi đó chứ. Rồi đủ rồi đó. Từ ủng hộ của chị Xuyên ở Nhật Bản với lại một chị giấu tên ở Canada. Hôm nay thì Bùi Hồ sẽ ủng hộ thêm 500 kg gạo đó, với lại ở đây có 50 thùng mì, đây là mì ba miền 115.000 đồng một thùng, với lại tặng luôn một chai nước mắm như thế này, với lại 1.000 kg hộp dâm nó hiếu ơi. Rồi mưa là sao hiếu? Mưa là sao? Không biết luôn hả? Không biết luôn. Hôm nay đi với em hiếu này, xe chở đồ thiết yếu để qua cái Tân Hòa hiếu. Qua Tân Hòa. Dạ qua Tân Hòa. Đây đó phải nhiều phút hả? Đây bánh mình chạy tầm phân tiếng anh. Phân tiếng quá vòng rồi. Mình đi đường nào? Đường Tân Quế luôn anh. Em Hiếu này là hôm nay thì mì này là mạnh thường quân khác hỗ trợ. Còn Bùi Hồ thì có dặn ở đây là khẩu trang y tế với lại nước sát khuẩn ở trong này ha Hiếu. Nước sát khuẩn ở đây phải không? Còn thùng bự. Thùng bự là khẩu trang y tế đúng không? Mình dặn là ở đây là có 20 chai, mỗi chai là nửa lít. Mà băng lại rồi. Vậy có thịt kho hộp dịch thế này. Thịt kho hộp dịch là mọi người ủng hộ luôn. Đây.
khẩu trang y tế này thì mua 50 hộp, mỗi hộp là 50 cái và mua như thế là 30 ngàn đồng một hộp, chị bán giá gốc luôn á. Đây thịt khột dịch luôn ha. Khột dịch với dưa cải, muối. Con này ấy, con này là của mình nè. Để mình vương ủng hộ bên đây. Đây nó chung chung tay. Ở bên đó thì bây giờ phong tỏa số lượng cũng khá là nhiều hộ gia đình ha Hiếu. Nói chung là càng ngày càng tăng đó anh ơi. Dịch bữa nay là tăng nữa rồi. Tăng nữa. Nói chung là ngày nào cũng xanh hết, ngày nào cũng đẻ hết. Trời ơi. Khổ. Bởi vì đi mấy anh em cũng phải cẩn thận mới được. Mình đâu có đi vô cái chỗ phong tỏa đâu, mình ở ngoài cái chốt không đúng không? Dạ không không, mình đi lên ngay ủy ban anh. Ngay ủy ban tổng ủy ban luôn. Đồ mình chỉ là cung cấp lên ngay ủy ban thôi. Vậy ở đó người ta sẽ đưa vô. Dạ đúng rồi, vô. Ở đó là có mấy anh em của huyện á. Mấy anh em huyện bây giờ lên chảnh hết rồi. Thì lên chảnh mấy anh em mới phân ra. Phân ra mới đưa lên xe nhỏ. Xe nhỏ mới đi phát cho từng bà con. Vậy đi cho nó an toàn, mình không có được vô nữa. Mình gửi cho mấy anh đi phát cũng mặc đồ bảo hộ hết. Anh em đi phát còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần của mình. Anh em đi phát là đồ mặc đồ bảo hộ hết. Cái người đi phát là riêng. Ghế chở lên chảnh cho mấy anh em ngồi đang phân đồ ra nè. Trời ơi. Bây giờ cái này là phải lót lại nè. Dạ lót, lấy mũ lót rồi. Còn mày thì lỡ rồi đó, sao đâu. Hôm nay thì Đạt thì đi làm công việc nhà rồi, nên không có phụ lên được. Em sắp giùm anh nghe hết. Cái chân bị đau chứ hết. 550 là 500, mỗi bịch là 10 kg. Nói chung là số thực phẩm này mà cho 500 hộ dân bị phong tỏa là đếm đếm đang ở trong đó tới 1,5 tấn đang nghe. Đếm nghe dạ. Đếm nghe giờ giùm con vậy. Đếm giùm luôn đi. Rồi. 2 4 6 8 9. Mỗi dây 9 đó. Đây 10 đi. Đây em đợi đây 10. Em lấy 5 hàng là đủ. Mấy mấy hàng rồi mình đóng để thêm cái đít thêm hàng nữa. Đúng rồi. Trồng lên đít hàng nữa. Làm từ thiện mai mốt có vợ luôn nha. Đủ uống chục rồi đó nha. Rồi, 9 bao nữa là đủ. Mời. Mới 40. Ở đây đâu có, đây nè, đây nè. Đúng rồi. 9 bao nữa là đủ. Đúng rồi, 9 là 3 phải không? Rồi giờ hộp dịch để đâu Hiếu? Dịch ở trước. Lấy hai cây hộp dịch. Có mày không? Hộp dịch trước đi chú. Này là 1.000 trứng, mỗi trứng là 2.000 đồng. Rồi anh đây. Để chồng lên khên luôn ha. Tư mì chứ. Để lên cái khên kia cũng được hả? Đồng ngồi gì? Đè lên thôi. Em đó đó. Trời xì mấy cái hê á. Xì cái bịch kia á. Không bây giờ lấy cái bên này để lên. Gỡ này lên. Xì nước á hả? Nó nhầm đâu. Nó đây chịu đây rồi. Chút xíu lại xuống chút xíu tới đó hết đó rồi. Đó. Thấy không? Thấy không? Mấy bọc thịt kho hộp dịch. Thịt kho hộp dịch. Chứ không phải ấy. Con vịt chứ không phải là dở lên đi. Con vịt chứ không phải là dưa muối hả? Không. Rồi dở này lên, dở này lên. Không, nguyên cái kia cần xé luôn. Nè nè. Tay bên kia. 50 thấy lấy hết đó luôn á. 50. Rồi mình để khan hộp vịt xuống đi, để này lên. Rồi. Lấy cái giò ra, lấy giò ra. Rồi. Chút ngoài đây hả không? Dạ. Rồi ok, đi được rồi. Không, nó cắn gì cũng được nữa. Để nó nghiêng cái... Để lên trên cái nấy nữa, trời ơi. Chứ đâu phải mà. Chạy vòng vòng cái nó dẻ xuống. Nghiêng. Rồi. Không nghiêng đâu ha. Không sao đâu ha. Không sao. Không sao đâu. Rồi, chắc mì lên. Cái này là như thùng bên hồ. Này 50 thùng luôn. Mì bay, cái này gọi là mì bay hả? Mì bay tới xe luôn. Quá dữ. Mệt không giận? Mệt. Vui không? Vui cho con. Kệ, có mình luôn kìa.
Rồi xong chưa Dượng? Ok ông Hiếu. Không đợi chàng dây cái nữa. Chàng dây cái nữa hả? Rồi nói gì không? Cũng mong bà con ở bên Tân Hòa cũng cho hết dịch đặng trở về và lúc băng trạng thái ban đầu. Giờ ở bển đi đứng khó khăn, giờ xài ở bển chín nó rụng lớp bò ở lại đói cỏ nữa. Rồi đi Dượng. Ông ở nhà nha. Rồi sau một thời gian thì mấy anh em cũng đã chuyển hàng lên xe tải xong. Và bây giờ thì hai anh em Mười Hồ với lại em Hiếu sẽ đi lên Tân Hòa. Đây đó khoảng nhiêu cây ha Hiếu ha? 14 cây anh. Đây đó khoảng 14 cây. Đường ở Cù Lao của mình thì nó rất là xấu nên là nữ chạy khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Em hỏi cả em chuyển được bao nhiêu chuyến hàng lên cái khu Tân Hòa đó Hiếu? Dạ chuyến này nữa là chuyến thứ 7 anh. Chủ yếu là rau củ hay là gạo mì nước suối khẩu trang có nước sát khuẩn có rồi rau củ cũng có rồi hồng dịch chủ yếu là hồng dịch cái cảm xúc khi đó. Mà bà con mình nhận quà bên đó vui dữ không Hiếu? Dạ vui anh, nói chung là mấy anh em ở chợn là ai cũng nói chung là nói mà nghe tiếng xe lên là mừng lắm. Đứng trong suốt luôn á. Tại vì người dân ở đó người ta không có đi được, không có ra vô gì được, ta ấy giống như niêm phong hết luôn hả? Dạ dạ. Em có được vô trong đó không? Dạ không anh, chỉ mình đi ngang những cái tuyến đường là có những cái chốt chặn thôi, tức là mình đi ngang đó thôi chứ mình không được quẹo vô đó, tại trong đó rất là nguy hiểm. Mình đi tới lui á, lời xuống á, thì mình không cho vô, ta không cho vô, chứ không phải là mình ngại vô. Nói chung là cái ổ dịch này cũng khá là nguy hiểm luôn. Nhưng mà mình sợ là lúc trước giờ thì cái Cù Lao của mình nó rất là yên ổn. Từ đầu tiên năm xã này nó lại phát bùng lên ổ dịch này, không ai ngờ tới. Nói chung là còn có 2 ngày nữa là mình xuống cái chỉ thị 15 đó. Chưa kịp là bắt buộc phải nhảy lên 16 lại, gia hạn thêm mà. Em có nghe nói là cái câu chuyện nào mà anh có nghe nói cái câu chuyện là một những cái hộ đó nuôi khoảng chừng chục con bò mà không bây giờ giãn cách ly hết thì không có người nuôi bò luôn, có nhất dạ có thì bây giờ là nói chung là có 2 hộ 3 hộ là bò người ta là bị cái hộ mà nuôi á là bị F0 là đưa đi cách ly với F1 đưa đi cách ly tập trung rồi. Bây giờ anh em lực lượng bên đoàn viên thanh niên của xã á, của huyện á cũng tập trung hỗ trợ là để đi cắt cỏ để hỗ trợ cho bò nó ăn á. Bỏ lợn mấy chục con bò ha. Dạ. Rồi gà rồi vịt heo nữa anh ạ. Có nghĩa là ở đây quê của Mười Hồ chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, làm ruộng làm rẫy và chăn nuôi, nhưng mà về cái việc chăn nuôi bò nó rất là phổ biến. Mà khi mà đi cách ly như thế thì bỏ nguyên cả một cái chuồng bò khoảng 10 con hơn 10 con và người dân thì phải đi cách ly, còn cái việc còn lại thì nhờ mọi người ở trong cái các anh thanh niên ở trong đoàn đội đoàn sẽ hỗ trợ với nhau. Và Hiếu là một trong những người mà thanh niên coi như là sống đẹp khi mà trong cái mùa dịch này em phải đi hỗ trợ hết cái công việc này đến cái công việc kia. Và đây là một trong những cái chốt kiểm dịch này. Đạp xe mình lại cho qua hả Hiếu? Dạ dạ. Quay cái đoạn đường thảm thương qua băng qua một cái cánh đồng. Đây là đường vành đai Hiếu. Dạ chưa anh, đường này đường D hả? Đường liên xã. Đường liên xã của xã Tân Quế với xã Tân Hòa. Thấy mấy cái dăng dây đó nhìn nó mảnh luôn á. Ở đây là khúc này là bắt đầu nguy hiểm chưa? Chưa. Nói chung thì dịch bệnh thì cố gắng là giữ khoảng cách an toàn cái thứ nhất nè, còn những người không nhiễm thì để cho ấy nữa, lo cho những người nhiễm nữa. Yeah. Tự giữ bản thân mình là chính. Bây giờ ở bên Tân Hòa mà cái khu mà nơi phong tỏa thì tất cả mọi hoạt động, ngay cả việc mà đi ruộng thì cũng phải dừng lại, cắt cỏ cho bò dừng lại hết luôn. Còn những cái khu nào ấy thì người dân cũng có thể đi ruộng được, người dân đi xin giấy phép đi ruộng được. Đây là những cái cây
phát mà không ai thì không nơi nào muốn mà gắn cái kê đó lên. Quẹo qua, quẹo qua hả? Đó giờ anh chưa đi đường này luôn á. Hộp dịch phòng khẩu trang anh em chuyển lên đây. Giờ đuối không hiếu mệt lắm anh ơi. Đuối tay à? Đuối tay hả? Đây anh em ở trong này chuyện nói chung là làm ít nhưng mà chuyện lâu mà đồ mỏi lắm. Ở sau 15 phút thì mấy anh em cũng đã chuyển xong hết 500kg gạo, 1000 kg dịch, khẩu trang, với lại nước sát khuẩn, với lại mì gói cũng đã xong. Bây giờ hai anh em sẽ bắt đầu hành trình đi về. Anh em mình về Hiếu ơi. Hiếu. Bye bye. Nam Nam. Hồ xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ và đồng hành cùng kênh Buôn Hồ ha. Xin chào. Bây giờ là gần 6 giờ rồi. Nói chung là mấy anh em hôm nay đi cũng bị gặp mưa rồi, xe sáng xe hư hơi hiếu. Anh nữ là dày hơi trễ. Lúc nãy thì sau khi gửi thì mấy chị có gửi lại cho mấy anh em mình mấy trái bắp, nhưng mà để cho Hiếu sự tối nay có trực chốt đối sử dụng đi. Đó. Nói chung có tình cảm nè, bắp nè, có nước suối cho đằng này nữa nè. Một lần nữa thì Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Và cảm ơn cô bác quý chị là Mạnh Thường Quân, và danh sách chi tiết thì mình ngồi sẽ cập nhật ở cuối clip về các nhu yếu phẩm. Một lần nữa thì cảm ơn Mạnh Thường Quân đã đồng hành kênh Mùi Hồ, và cho anh em gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở clip sau. Và một lần nữa cảm ơn rất là nhiều người ra về nhanh chốt nè. Sau đây thì Bùi Hồ sẽ thông qua tổng cộng chi phí ủng hộ xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Một là 500kg gạo 10.300 đồng một ký là 5.150.000 đồng. Hai, 1.000 trứng vịt 2.000 đồng một trứng là 2 triệu đồng. Ba, 50 hộp khẩu trang 30.000 đồng một hộp là 1.500.000 đồng. Bốn, 20 nước chai nước sát khuẩn 30.000 đồng một chai là 600.000 đồng. Năm, 50 thùng mì 11.500 đồng một chai là 5.750.000 đồng. Tổng cộng là 15 triệu đồng. Trong đó có tặng luôn nước mắm.
Sau đây thì Bùi Ngồ sẽ thông qua danh sách mạnh thường quân ủng hộ. Một là trích quỹ của chị Xuyên ở Nhật Bản là 8 triệu đồng. Hai là trích quỹ của chị giấu tên ở Canada là 7 triệu đồng. Tổng cộng là 15 triệu đồng. Một lần nữa Bùi Ngồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân đã ủng hộ và đồng hành cùng kênh Bùi Ngồ. Xin chúc cả hai chị cùng gia đình sức khỏe và an lạc. Xin chào và hẹn.